giờ test thử con thuyền bơm nước mini nha con, 2 thì 4 thì, giờ test 2 thì đi, 2 thì thử rồi, 2 thì tốc độ nén nó dữ hơn, ống 42, mực nước hút của nó là 15 khối giờ, lượng nước á 30 lít một phút, 1 phút 30 lít ghê vậy. Còn một cái một khối nước mà tính tính thấp nhất nè, một khối nè, ba một phút một khối á, cái tè là nó sướng dạ. Nặng thì là 9,2 kg, vác lên thùng qua để giờ ông bà con nhớ là phải để xuống nước mà được chảy lâu nha, phải nó có phốt. Hai thì dễ chơi lắm, mạnh khủng khiếp, 2,5 triệu bà con, 2 thì lobby. Còn tới nhà thì tiền ship khoảng 200, trong ngoài 200. Giờ anh test thử nha. Bà con nhớ bơm xăng thôi nha, 2 thì con biết xài đó, 2 thì 4 thì bơm xăng giống nhau thôi. Nén khủng khiếp như là chữa cháy 30 m cũng bình thường. Gom lại cái nữa. Đó. Tao mấy 30 m rồi gom ghê không? Ống mà nhìn ông nổi luôn không? Ống căng bóp nổi luôn nè. Bóp nổi đâu, bóp nổi luôn á. Bóp nổi á. Rửa đường nè. Ra, cái này mà rửa lưới tôm rửa ao là đã luôn á. Ghê không? Ê, dây điện. Tối dây điện luôn kìa. Tối các bạn luôn, ghê không? Bà... Này là bà con làm chữa cháy luôn nè. Rửa nhà cũng sạch luôn á. Cầm như chữa cháy mới được phải không? Yếu cầm nổi không? Nó đẩy ngược luôn phải không? Mạnh cực kỳ không, 2 thì mạnh khủng khiếp. Cầm thử ơi. Ở đây cầm thử ơi. Cho anh cầm thử nha. Cầm nổi không nha. Mạnh không? Rửa đường được không? Ta này rửa nhà, rửa đồ ngon ha. Rửa bánh xe luôn kìa. Vô bô. Quá trời. 2 thì mạnh theo không? Mấy 30 m á, con chữa cháy là này ngon nè, không có này chữa cháy ngon á, bà con có nước nhiều là chữa cháy ngon á, mạnh ghê, 2 thì mạnh, bắn cao á, bắn cao là 2 mấy m rồi á, tới lầu 3, lầu 4 là kìa, cái này tới lầu 3 là ngon rồi đó, con thấy cái bồn nước thiệt lớn nha, bỏ vô, dành chữa cháy gia đình. 1 phút 30 lít đó. Xa ghê luôn.
đó, tưới cây, tưới cây thì xè ra đó, tưới cây thì xè ra khỏi bị chóc gốc đó, tưới cây mà con dặn ra đó, tưới cây, tưới cây ơi đó bà con, tưới cây là vậy nha, giờ nó thôi nó không chóc gốc đó, tưới cây đó quá mạnh. Ok, còn nước không? Mạnh ghê thiệt, chữa cháy là ok luôn. Hai thì mạnh. Ok, mạnh thiệt. Quá mạnh. Rất đẹp. Rất đầy đùng hả? Chút hai vụ dưới đó hả? Bao nhiêu phút chú? Nãy giờ 5 phút. Cái này chắc nhiều tối không chú? Cái này chắc ngàn quá. Bồn này chắc ngàn. Không, bồn này là ngàn, tới tư, ngàn tư, một phi là 200.